Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tôi tục các video chia sẻ chủ đề cách sử dụng Word 2007 và Word 2010 và việc sử dụng Word ở trên máy tính nhé. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cách sử dụng Word dành cho các bạn mà mới sử dụng Word lần đầu đấy, hoặc là những người lớn tuổi và người già và đang có nhu cầu sử dụng về cái Word để chúng ta soạn thảo văn bản, chúng ta phục vụ cho công việc. Thì cái chủ đề video hôm nay thì chia sẻ cho các bạn về 6 cái nội dung nhé. Mặc dù là cái nội dung rất là nhiều nhưng mà khi mình chia sẻ với các bạn thì mình sẽ đi chậm và tỉ mỉ để các bạn dễ theo dõi nhé. Nội dung rất là ngắn gọn thôi. Thì để sử dụng Word căn bản đấy, sử dụng Word căn bản tức là dành cho các bạn mới sử dụng cái Word lần đầu tiên. Thì vừa rồi là thực ra thì cái này mình không có nói dài dòng, vì vừa rồi là có một số bạn có chia sẻ trên kênh YouTube của mình thì có trao đổi là mình đang muốn sử dụng tin học văn phòng, tức là sử dụng Word nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu và không biết sử dụng như thế nào. Và thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái video nhé, gồm có 6 cái nội dung chính. Cái thứ nhất là cách mở file Word ở trên máy tính này, đây, mở file Word trên máy tính này. Cách thứ hai là sau khi mở file Word thì chúng ta sẽ gõ văn bản như thế nào, đúng không? Rồi thứ ba là sau khi mà gõ văn bản xong rồi thì chúng ta sẽ lưu văn bản, gọi là lưu file Word. Thứ tư là sau khi chúng ta lưu rồi thì chúng ta có thể là copy cái file này thành nhiều cái bản khác đó để chúng ta sử dụng cho công việc, gọi là copy file, tức là sao chép. Thứ năm là đổi tên cái file Word đó. Ví dụ như là khi mình chúng ta thấy cái tên đó nó trùng với cái tên khác, hoặc là mình muốn đổi thêm cái tên cho nó dễ dễ nhớ chẳng hạn, thì mình có thể đổi tên lại nhé. Và thứ sáu là mình có thể xóa cái file Word đi, khi mà chúng ta không còn sử dụng thì chúng ta xóa đi để cho nhẹ máy nhé. Thì cái vấn đề đầu tiên là cái mở file Word, nội dung đầu tiên là mở file Word. Thì cái cách mở file Word thì mình có chia sẻ một cái video về cách mở ứng dụng ở trên máy tính nữa các bạn nhé. Thì bạn nào quan tâm thì các bạn có thể truy cập thêm vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm. Thì để mở file Word thì các bạn sẽ làm như sau. Ở đây thì mình đang chia sẻ cho các bạn ở trên cái Word 2007 các bạn nhé. Còn các cái Word khác thì các bạn làm hoàn toàn tương tự. Đó. Thì để mở cái file Word này thì các bạn sẽ có hai cách nhé. Cách thứ nhất là các bạn sẽ kích kích đúp chuột trái. Đó, kích đúp chuột trái tức là các bạn sẽ kích chuột trái 2 lần liên tiếp. Ở đây nhá, mình sẽ kích chuột trái 2 lần liên tiếp nhá. Đấy. Đây nhá. Rồi. Thì chúng ta sẽ mở cái file Word này lên. Ở đây mình sẽ kích vào cái ô ở giữa này để chúng ta phóng to lên này. Rồi thì sau khi mở file Word như thế này các bạn nhé, đấy là cái giao diện của file Word để chúng ta đánh văn bản, tức là đánh tiếng Việt ở trên máy tính. Cách thứ hai là các bạn có thể mở bằng cách là các bạn kích chuột phải vào cái file Word này, kích chuột phải lên và sau đây các bạn tiếp tục kích chuột phải vào cái nút Open này, kích chuột phải vào nút Open thì các bạn cũng mở lên được nhé. Như vậy là để mở cái file Word này thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ dùng chuột trái. Dùng chuột trái thì các bạn kích đúp chuột trái 2 lần. Đó, còn kích chuột phải ấy, thì các bạn sẽ kích chuột phải một lần, rồi sau đấy các bạn lại kích chuột phải thêm lần nữa vào cái chữ open này, thì chúng ta sẽ mở lên. Đó, thì sau khi mở file Word lên, đây là file Word các bạn nhé. Thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ gõ văn bản, đúng không? Gõ văn bản thì để gõ văn văn bản ở trên cái file Word này thì các bạn phải có một cái phần mềm gọi là phần mềm UDK. Đấy, UDK thì hầu như là khi mà người ta cài máy tính thì hầu như là người ta đã mặc định cài cái phần mềm này trên máy cho mình rồi. Có một số máy mà chưa có cái phần mềm này thì các bạn sẽ tải về nhé, tải về và các bạn cài vào máy của mình. Thì cái phần mềm UDK này thì mình cũng đã chia sẻ cái cách tải về và cách sử dụng cái phần mềm UDK này ở trên cái kênh của mình rồi nhé. Thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào, các bạn tham khảo thêm. Đây, phần mềm UDK dùng để gõ tiếng Việt đấy các bạn nhé. Cái biểu tượng là U, I và N này, ở dưới họ ghi rõ là Unique nhé, Unique. Phần mềm gõ tiếng Việt hoàn toàn miễn phí. Thì các bạn mở cái này lên, các bạn kích chuột đúp chuột trái nhé, mở lên. Đó. Tức là sau khi các bạn mở văn bản Word lên rồi thì các bạn phải phải mở cái phần mềm Unique lên nhé. Đó, phần mềm Unique. Thì trong cái phần mềm này các bạn sẽ chọn cái dòng đầu tiên, đó là cái bảng mã, đúng không? Cái bảng mã thì thường thường chúng ta chọn dòng đầu tiên luôn, đó là Unicode. Các bạn kích vào cái nút mũi tên đen đen nhỏ nhỏ này này. Đây nhá. Đó, chúng ta chọn dòng đầu tiên là Unicode. Rồi, cái dòng thứ hai là kiểu gõ. Thì các bạn cũng kích vào cái nút mũi tên đen đen này này. Và chúng ta cũng chọn dòng đầu tiên, đó là dòng Telex. Đó, tức là chọn cái chế độ gõ tiếng Việt. Sau đây các bạn đóng lại nhá, đóng lại.
Rồi, thì sau khi các bạn kích hoạt Unikey lên rồi thì chúng ta sẽ có thể là gõ tiếng Việt được rồi nhá. Ví dụ như ở đây mình sẽ gõ là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhé. Đấy, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ví dụ như thế. Việt Nam. Rồi, cái vấn đề mà gõ tiếng Việt thì mình không chia sẻ ở trong cái video này nhá, tức là không chia sẻ cái cách mà gõ tiếng Việt. Là riêng cái cách gõ tiếng Việt trên máy tính thì mình cũng đã có chia sẻ một video rồi các bạn nhé, chia sẻ một video trên kênh của mình rồi nhé, thì các bạn quan tâm thì các bạn truy cập vào, các bạn tham khảo nhé. Đó, ở dưới này mình sẽ ghi là độc lập tự do hạnh phúc đúng không, độc lập tự do hạnh phúc đấy, đó, tự do này. Hạnh phúc đấy, ví dụ như thế, mình có một cái văn bản như thế nhá. Đó, ở đây thay cái gạch như lại. Rồi, như vậy là bước thứ hai là chúng ta đã khởi động UDK lên và gõ văn bản. Đấy, gõ văn bản xong. Mình lấy ví dụ là mình đã gõ văn bản xong nhá. Gõ văn bản xong rồi. Vì sang cái bước thứ ba là các bạn sẽ phải lưu lại nhá. Lưu cái file này lại. Đó, tức là các bạn phải lưu lại ở trên máy tính. Thì để sau này khi các bạn cần cần dùng thì các bạn mở ra. Đấy, các bạn chỉnh sửa hoặc là các bạn tiếp tục làm việc. Còn nếu mà các bạn không lưu lên máy tính của mình ấy, thì sau này các bạn mở máy ra là nó sẽ không có nhá. Không có lên máy tính. Và khi mà không có lên máy tính thì các bạn phải gõ lại từ đầu, đấy, phải làm việc lại từ đầu thì rất là mất thời gian. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn về cái cách lưu luôn nhé. Thì để lưu cái cuộc này thì các bạn sẽ nhìn vào cái góc trên cùng bên trái này này, đấy. Đó. Trên cùng bên trái các bạn kích chuột trái vào cái nút tròn tròn này nhé. Đó. Sau đây các bạn kích chuột xuống và chúng ta chọn vào cái mục là Save as, đấy, Save as. Các bạn kích chuột trái vào cái mục Save as này nhé. Đấy. Đây nhá. Đó, hoàn toàn sử dụng chuột trái hết các bạn nhé. Rồi Save và Add, Save đấy, các bạn kích vào đây. Rồi thì sau khi các bạn kích vào Save và Add thì máy của chúng ta nó sẽ hỏi là sẽ lưu cái file gột này ở đâu đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ kéo cái thanh trượt này lên xuống này, đấy, kéo lên xuống. Thì trong này nó sẽ có ba cái phân vùng ổ đĩa là C, D, E đúng không? Máy nào cũng thế, hầu như máy tính nào thường thường có ba phân vùng này C, D, E. Nhưng mà các bạn lưu ý là không có lưu ở trong ổ đĩa C các bạn nhé. Ổ đĩa C là nơi lưu hệ điều hành cho nên là chúng ta không lưu trong ổ đĩa C nhé. Đó, mà chúng ta chỉ lưu trong ổ đĩa D hoặc là ổ đĩa E thôi. Ở đây thì máy mình là mình sẽ lưu trong ổ đĩa D các bạn nhé. Mình sẽ chọn ổ đĩa D. Rồi. Rồi thì sau khi mà chọn cái ổ đĩa D để lưu rồi ấy, thì chúng ta phải đặt tên file cho nó, file name. Để sau này các bạn đi tìm cái file này thì các bạn phải nhớ cái tên của nó nhé, nhớ cái tên của nó để các bạn tìm. Đó. Rồi thì mình sẽ xóa cái file này đi để mình đặt. Các bạn để con chuột đằng sau và các bạn xóa đi nhá. Mình sẽ đặt là ví dụ mình đặt là gõ văn bản đây, gõ văn bản nhá. Rồi. Gõ văn bản. Văn bản gột đi, văn bản gột nhá. Đó, gõ văn bản gột. Thì ở cái phần file name này là đặt tên file là các bạn phải đặt là phải bắt buộc các bạn nhé. Nếu các bạn mà không đặt tên file là máy nó sẽ không cho lưu. Đó, các bạn chú ý là khi các bạn đặt tên file là các bạn phải gõ không dấu nhé, gõ không dấu và giữa hai cái chữ là phải có dấu gạch ngang này này, để tránh cái trường hợp là cái file này bị lỗi. Thì hiện nay thì vẫn có một số bạn còn mắc cái lỗi đó là đặt tên file bằng tiếng Việt có dấu các bạn nhé. Đặt tên file bằng tiếng Việt có dấu thì rất là hay bị lỗi, cho nên là nếu bị lỗi là các bạn mở không có ra được. Đấy, mở không được thì các bạn phải đánh lại từ đầu thì mất thời gian. Đó. Thì khi đặt tên file này các bạn chú ý là không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Các bạn đặt chữ hoa chữ thường gì cũng được. Nhưng mà đặt không dấu. Đấy, đặt không dấu và có cái gạch ngang giữa hai chữ. Rồi sau khi các bạn đặt xong rồi ấy thì chúng ta sẽ lưu nhá, chúng ta bấm vào save để lưu. Save có nghĩa là lưu. Còn cái chữ can này này, can này có nghĩa là hủy bỏ. Can là hủy bỏ có nghĩa là không có lưu nhá. Ở đây mình lưu nên mình sẽ bấm save. Đó. Rồi. Bây giờ như vậy là máy tính của mình nó đã lưu được các bạn nhé, đã lưu vào trong máy rồi và bây giờ mình sẽ không bao giờ mất cái file này nữa nhé, nó đã có sẵn ở trong máy rồi. Rồi thì sau khi chúng ta soạn thảo xong thì chúng ta sẽ đóng lại đúng không? Để đóng lại thì các bạn nhìn vào cái góc trên cùng bên phải này, trên cùng bên phải có cái dấu nhân màu trắng ở giữa cái nền đỏ này, các bạn kích chuột trái vào đây nhé để các bạn đóng lại này. Đây nhá, con chuột đây các bạn nhé, các bạn kích vào đây đóng lại. Đó. Rồi như vậy là xong cái bước thứ ba là lưu file gột. Chúng ta sang cái bước thứ tư đó là copy file word. Đã, copy file word. Copy có nghĩa là chúng ta sao chép thêm một cái file nữa hoặc là sao chép thêm hai file, ba file hay là nhiều file vân vân giống nhau gọi là copy. Copy có nghĩa là sao chép hoàn toàn giống nhau.
Thì bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái file đó đúng không? Mở lại cái file đã lưu trên cái máy của mình. Thì bây giờ mình sẽ mở computer lên. Mở computer lên hoặc là my computer lên nhá. Đó. Thì lúc này là mình lưu trong ổ đĩa D nhá, thì mình sẽ mở ổ đĩa D lên. Rồi. Thì sau khi mở ổ đĩa D lên thì chúng ta phải đi tìm cái file đã lưu lúc này, tức là chúng ta phải tìm cái file, và muốn tìm cái file đó thì chúng ta phải nhớ cái tên. Đấy, cái tên file. Đấy, chúng ta phải nhớ cái tên file. Thì cái tên lúc này mình đặt là gõ văn bản Word đúng không? Gõ văn bản Word đây các bạn này. Đây. Đây là cái file đây này các bạn này. Đây, gõ văn bản Word đây nhá. Rồi. Thì bây giờ mình thử bấm vào đây mình mở lại xem thử thế nào nhá. Đây. Đó, mình mở lại cho các bạn xem nhá, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc nhá. Rồi đóng lại này. Rồi bây giờ mình sẽ copy thêm. Đấy, copy thêm có nghĩa là sao chép thêm một file nữa, thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn kích chuột phải vào đây nhá, kích chuột phải vào cái file này. Và sau đấy nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ đúng không? Và các bạn kích vào cái dòng là copy. Đấy. Chúng ta chọn vào kích chuột vào cái dòng là copy. À, COBI đấy, đã kích chuột trái vào đây, kích chuột trái vào đây. Rồi, bước tiếp theo là các bạn sẽ cho vào để chuột vào cái khoảng trống này này, để chuột vào cái khoảng trống này, và các bạn lại tiếp tục kích chuột phải lên, kích chuột phải lên. Và sau đây các bạn kéo chuột xuống và chọn vào cái dòng là bat, bat là BASTE đấy, BASTE có nghĩa là dán, dán. Chúng ta kích chuột trái vào đây. Đó, như vậy là mình đã copy thêm một cái file rồi các bạn này. Cái file này copy này. À, cái file copy thì nó hoàn toàn giống với file gốc nhé, không có gì sai so với file gốc đó. Và bây giờ mình muốn copy thêm một bản nữa đúng không, thì mình vẫn làm tương tự tiếp, mình cũng kích chuột phải lên đây, kích chuột phải lên file gốc và chọn copy này. Rồi tiếp theo là mình sẽ lại kích đem chuột đến cái khoảng trống ở trong ổ đĩa và mình kích chuột phải lên. Rồi sau đấy là chúng ta kéo chuột xuống và chọn lệnh bát để dán, bát có nghĩa là dán, dán đúng không. Đó, như vậy là mình đã copy thêm hai file. À, thì trên máy tính thì các bạn là copy lên bao nhiêu file cũng được nha, 5 file hay 10 file hay là 20 file đều được, tùy các bạn. Thì mục đích là khi các bạn copy như vậy là để các bạn giữ nguyên cái file gốc này này, và các bạn chỉ chỉnh sửa đến cái file copy này thôi nhá, để các bạn thực hiện trong công việc đó. Một số trường hợp là các bạn phải copy nhé. Rồi, thì ở đây mình có thể là mình tạo một cái folder để mình chứa ba cái file này luôn. À, tạo một cái folder chứa ba cái file này, thì để các bạn là nhìn lên cái tên cùng cái thanh công cụ phía trên này nhé. Đây con chuột các bạn này. Đây nha, các bạn kích vào new folder này. Ở đây thì mình tạo một cái folder để mình chứa ba cái file này luôn cho nó gọn nhé, để các bạn dễ theo dõi nhé. Đó là mình sẽ ghi là sử dụng Word đi. Đó, sử dụng Word đi. Rồi. Và sau đấy là mình sẽ chuyển ba cái file lúc này mình vừa tạo ra, mình bỏ vào đây hết đi. Đó, mình bỏ vào đây này. Đấy, mình nhấn vào giữ chuột trái các bạn nhé, nhấn vào giữ chuột trái, sau đấy các bạn kéo vào cái folder này. Đó. Thì folder là cái nơi chứa các cái file nhé. Đó. Nhấn giữ chuột trái và kéo vào. Rồi. Như vậy bây giờ mình sẽ mở cái folder sử dụng Word này lên để chúng ta thấy thì nó đã có ba cái file. Đó. Đây là cái file gốc này, file giấy cùng file gốc này, và hai file copy các bạn này, hoàn toàn giống nhau hết nhá, ba cái này đều giống nhau hết. Rồi. Như vậy là mình đã chia sẻ các bạn về cách copy đúng không? Cách copy file Word. Rồi, cái thứ năm là đổi tên file Word. Đổi tên file Word. Đó, thì chúng ta sẽ đổi như thế nào đúng không? Thì ví dụ như ở đây thì mình đã có ba cái file Word này rồi đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ đổi tên. Thì ví dụ như kia ở dưới này này, cái gõ văn bản Word này bây giờ mình sẽ không thích để cái tên này nữa, mà mình sẽ đổi sang cái tên khác, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì các bạn sẽ kích chuột phải vào đây nhá, kích chuột phải vào này. Đó, kích chuột phải vào và các bạn kéo chuột xuống này. Đấy, và các bạn chọn rename. Rename có nghĩa là đổi tên. À, đổi tên. Thì sau khi các bạn chọn rename thì ở đây Word nó sẽ cho các bạn đổi tên. Thì chúng ta sẽ ví dụ như là mình đổi tên khác đúng không? Ví dụ mình đặt là văn bản Word đi. Văn bản Word. Đó. Đó. Rồi, sau khi các bạn ghi xong văn bản Word rồi thì các bạn sẽ kích chuột ra phía ngoài khoảng trống này. Đó, như vậy là nó đã đổi tên nhá, đã đổi tên là gõ văn bản Word thành văn bản Word. Rồi cái file này cũng vậy. Ví dụ cái file này mình muốn đổi tên khác thì mình cũng kích chuột phải. Đầu tiên là các bạn kích chuột phải lên đây nhá. À, đầu tiên là các bạn chọn chuột kích chuột trái trước. Đấy, kích chuột trái trước, sau đây các bạn kích chuột phải lên. Rồi, các bạn kéo chuột xuống và chọn rename đó. Rồi, tiếp tục đổi tên nhá. Ví dụ như là mình ghi là đánh văn bản đi, đánh văn bản. Đó. Rồi, sau khi gọi xong thì các bạn để chuột ra phía ngoài. Rồi. File này cũng vậy. Kích chuột phải lên, kích chuột trái, kích chuột phải, rồi chọn rename, đó, cái này mình ghi là đánh tiếng Việt đi,
rất là nhiều, các bạn đặt tên gì cũng được nhé. Đấy mình lấy ví dụ thôi. Đó, anh tiếng Việt. Đó, như vậy là có ba cái file các bạn nhé, ba cái file. Rồi. À, thì tiếp theo bước cuối cùng đó là xóa cái file này, xóa cái file Word này đúng không? Xóa cái file Word này. Thì trong một số trường hợp ấy thì các bạn cần phải xóa cái file Word này. Đó, cái này gọi là những cái file các bạn này. Thì ví dụ như các bạn sau khi các bạn sử dụng xong rồi đúng không? Các bạn làm việc xong rồi thì các bạn phải xóa đi để tránh làm đầy 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 bộ nhớ máy tính, hoặc là làm cái máy tính của mình trở nên nó nhiều nhiều cái tài liệu quá, nó lộn xộn quá, chúng ta xóa đi. Thì để xóa các bạn làm như sau. Ví dụ mình sẽ xóa cái file đầu tiên này đi. Thì mình sẽ kích chuột phải lên. Đó. Đầu tiên là kích chuột trái các bạn nhé. Kích chuột trái xong rồi chúng ta sẽ bước tiếp theo là kích chuột phải nhé. Rồi chúng ta bước tiếp theo là các bạn kéo chuột xuống này. Chúng ta chọn lệnh delete. Delete. Delete có nghĩa là xóa, xóa. Chúng ta kích chuột trái vào đây nhé. Xóa này. Thì sau khi các bạn kích vào delete thì máy tính nó sẽ hỏi là bạn có muốn xóa vào cái gì, cái bin hay không, tức là cũng muốn xóa vào thùng rác hay không. Thì ở trên máy tính của các bạn là nó sẽ có một cái thùng rác nhá, mà khi các bạn xóa bất kỳ cái file nào ấy thì nó đều chạy vào cái thùng rác đó hết. Đấy, đều chạy vào đó cả. Thì bây giờ mình xóa cho nên mình sẽ chọn Z, còn nếu các bạn mà không xóa thì các bạn chọn No nhá. Ở đây mình chọn Z nhá. Đó, tương tự như vậy, xóa cái file thứ hai cũng thế. Các bạn đầu tiên là kích chuột trái này, rồi tiếp theo là kích chuột phải. Các bạn kích chuột trái để chọn này nhá. Cái chuột trái để chọn ạ, rồi tiếp theo là cái chuột phải này, rồi kéo chuột xuống này, chọn delete này. Đó, và tiếp theo chúng ta vẫn chọn chọn Z nhá, chọn Z để xóa. Ok, xóa. Rồi, thì ở đây chia sẻ các bạn là cái ri cái pin ở đây các bạn này, cái ri cái pin ở đây này nhá, cái thùng rác ở đây này. Thì ở đây mình sẽ mở cái ri cái pin này lên cho các bạn xem này, ở trên máy của mình nhá. Đấy, thì trên máy của mình hiện tại là mình xóa rất là nhiều cái file, và những cái file xóa thì đều nằm ở trong cái thùng rác này hết này, đều nằm ở trong cái thùng rác này cả. Đó, thì bây giờ các bạn muốn lấy lại cái file này ấy, thì các bạn sẽ mình cũng đã chia sẻ các bạn về một cái video rồi, đó là những cái file xóa ở trong thùng rác thì các bạn có thể lấy lại được nhé, lấy lại được trong trường hợp là các bạn lỡ tay các bạn xóa nhé. Đó, rồi mình tìm xem là cái file lúc này xóa nó nằm ở đâu nhé, nó chạy vào đây hết rồi nhé, chạy vào thùng rác hết rồi các bạn ơi. Đây. Đó, mình đang tìm bởi vì là ở trong cái thùng rác này nó như rất là nhiều file, đấy, nhiều file mà mình phải đi tìm các bạn. Đây, ví dụ cái file đánh văn bản đây này, và đánh tiếng Việt đây này. Hai cái file lúc này mình xóa là nó nhảy vào đây này, đánh tiếng Việt là một này, đánh văn bản là hai. Thì bây giờ nếu các bạn lỡ tay các bạn xóa đúng không? Thì bây giờ các bạn muốn lấy lại thì các bạn sẽ làm như sau. Ví dụ các bạn muốn lấy lại cái file là đánh tiếng Việt này đi, thì đầu tiên là các bạn sẽ kích chuột trái vào đây. Rồi, bước tiếp theo là các bạn kích chuột phải lên và các bạn chọn lệnh Doctor. Doctor có nghĩa là lấy lại nhá. Đó, rồi nó lấy lại cho mình rồi. Tiếp theo, bây giờ mình muốn lấy lại cái file đánh văn bản này nữa thì các bạn cũng kích chuột trái vào để chọn này. Rồi tiếp theo là chúng ta kích chuột phải lên và chọn lệnh Doctor để chúng ta lấy lại nhá, lấy lại. Đó. Bây giờ mình sẽ mở lại cái folder lúc này để xem thử là mình đã lấy lại hay chưa nhá, lấy lại hay chưa. Thì mình mở lại cho các bạn xem này. Đó. Như vậy là mình đã mở lại các bạn sử dụng nguồn này. Đó. Lúc này là mình xóa rồi nhá, nhưng mà mình đã chọn lệnh Doctor cho nên mình đã lấy lại rồi này, lấy lại hai cái file lúc này nhá. Đó. Cách làm thì rất là đơn giản như vậy thôi các bạn nhá. Thì trong video này thì mình mục đích là chia sẻ cho các bạn mới sử dụng Word lần đầu thôi, hoặc là những người lớn tuổi và người già đang có sử dụng một cái văn bản để chúng ta gõ tiếng Việt ở trên máy tính. Đấy. Rất là đơn giản các bạn nhá, chỉ có 6 cái bước như vậy thôi. Rồi, thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn thực hiện thành công, đặc biệt là những bạn mới sử dụng Word lần đầu. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.